Chó Poodle, thú nuôi được yêu thích và là một trong những giống chó thông minh nhất thế giới, chiếm giữ được nhiều cảm tình của chủ nuôi thú cưng với vẻ ngoài dễ thương, tính cách hòa đồng, thân thiện. Nhưng ít ai biết được chính xác nguồn gốc cũng như đặc điểm của các dòng chó Poodle. Cùng Cún Yêu tìm hiểu về người bạn bốn chân với lớp lông xoăn bông mượt này nhé. Giống chó đến từ nước Đức. Có rất nhiều ý kiến trái chiều về nguồn gốc của giống thú nuôi này. Phần đông ý kiến cho rằng Poodle có nguồn gốc từ nước Pháp. Hiệp hội câu lạc bộ những người yêu chó cảnh tại Mỹ công bố đây là một loài chó có bắt nguồn từ Đức. Mục đích người ta nuôi loài chó này ban đầu là để săn bắt vịt vì sự tinh nhạy và tốc độ dứt khoát của nó. Các giống chó Poodle. Chó Poodle hiện được chia thành hai dòng cơ bản chính: Poodle thuần chủng và Poodle mix, tức Poodle lai. Poodle thuần chủng thường được phân loại dựa trên chiều cao của chúng, còn Poodle lai được phân loại theo dòng chó cảnh được phối cùng với nó. Hiện giờ, trên thế giới chỉ có 3 loại Poodle thuần chủng được công nhận: Poodle standard, Poodle miniature và Poodle toy. Còn Poodle mix thì có tới 7 loại, hiện được thị trường chó cảnh ưa chuộng nhất. Chó standard Poodle. Chó Poodle standard là dòng Poodle đầu tiên được phát hiện và nhân giống rộng rãi trên toàn thế giới. Poodle standard còn được biết đến với các tên gọi khác như Canic, Babon, Chinken, Ticoot Poodle. Poodle Pháp. Poodle standard thường có cân nặng rơi vào khoảng 40 kg, cao khoảng hơn 50 cm. Tuy được coi như giống thuần chủng nhất, nhưng Poodle standard không được ưa chuộng bởi những người đam mê chó cảnh Việt Nam. Chó miniature Poodle. Poodle miniature thường có chiều cao chỉ rơi vào khoảng từ 25 đến 35 cm và nặng tầm xấp xỉ 9 kg. Cũng giống như Poodle standard, dòng thú cưng này thường chỉ phổ biến ở các nước châu Âu, Anh Quốc, chứ không được ưa chuộng rộng rãi tại Việt Nam. Chỉ cần cao hơn hay thấp hơn chiều cao tiêu chuẩn, Poodle miniature rất dễ bị coi là Poodle standard hoặc Poodle toy. Chó toy Poodle. Poodle toy là một trong những chú chó cảnh được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam. Dòng này thường có kích cỡ trung bình vào khoảng 30 đến 40 cm và nặng từ 4 đến 6 kg. Poodle toy cũng được công nhận là giống Poodle thuần chủng, có kích cỡ nhỏ nhất. Chó Poodle hoàng gia. Poodle hoàng gia được lai tạo như một giống Poodle mới vào thế kỷ 18. Dòng Poodle này được nhân giống từ dòng Poodle standard. Nó được các quý bà sang trọng phương Tây sử dụng như một thứ trang sức tô điểm cho vị thế của mình. Các chủng loại chó Poodle mới. Hiện nay, đã xuất hiện thêm hai dòng Poodle mới được các nhà nhân giống lai tạo thành công, nhỏ hơn so với dòng Poodle standard cũng như Poodle toy. Đó là Poodle Plain và Poodle Ticoot. Poodle Plain sẽ có chiều cao tiêu chuẩn rơi vào khoảng 38 đến 50 cm. Dòng này thường được coi như một Poodle standard với tiêu chuẩn thấp hơn. Ngược lại, Poodle Ticoot thuộc dòng siêu mini, chỉ có kích cỡ bé bằng một tách trà. Đây được coi là dòng Poodle có kích cỡ nhỏ nhất trên thị trường chó cảnh. Một chú Poodle Ticoot thường có kích cỡ rơi vào khoảng dưới 23 cm và cân nặng tối đa khoảng 3 kg. Ngoài các giống thuần chủng kể trên, Poodle còn có các dòng Poodle mix như Cockapoo, Maltipoo, Pikapoo, Pomapoo, Snoodle, Jockipoo, Zipoo, Chipoo. Các dòng Poodle mix này đều có một đặc điểm chung là vóc dáng khá nhỏ bé, chỉ cao khoảng 22 cm đổ xuống, cân nặng tối đa khoảng 7 kg. Các giống Poodle mix thường có chung đặc điểm lông xoăn, bông xù hoặc xoăn dài mềm mượt. Tính cách Poodle mix cũng giống Poodle thuần chủng, đều vô cùng thân thiện, nghịch ngợm nhưng rất trung thành và yêu trẻ con. Chó Poodle mix thường sẽ được lai giữa Poodle và các giống chó cảnh khác có ngoại hình tương đương, ví dụ như Cocker Spaniel, Mantis, chó Bắc Kinh, Pomeranian, Schnauzer, Boxer Terrier, Shih Tzu và Chihuahua. Chân dung chó Poodle. Poodle có vóc dáng thon gọn với cặp đùi săn chắc và chiếc mông tròn đẹp. Poodle còn thu hút người yêu thú cưng bởi bộ lông xoăn, bông xù phủ kín toàn thân với các màu lông phổ biến như mơ vàng, nâu sữa, chocola, cà phê, trắng tuyết. Poodle luôn toát lên một vẻ đẹp kiêu kỳ, sang chảnh. Khi chăm sóc Poodle, bạn cần chăm sóc kỹ bộ lông của chúng. Điều này giúp cún cưng của bạn không bị ốm, bệnh. Lông của Poodle không tự rụng theo mùa, chúng sẽ luôn dài ra và dày thêm nếu không được cắt tỉa kỹ lưỡng. Mặc dù toát lên thần thái sang chảnh, nhưng có một sự thật là Poodle vô cùng nghịch ngợm. Với phần cơ đùi săn chắc, đuôi luôn dựng thẳng đứng, bàn chân nhỏ xinh xắn. Mỗi bước đi của Poodle đều giống như một nhịp khiêu vũ, vô cùng đáng yêu và sinh động. Tính cách đáng yêu, sinh động. Được mệnh danh là một trong những giống chó thông minh nhất thế giới, tính cách của Poodle vô cùng linh hoạt, nhanh nhẹn, gốc gác là dòng chó săn vịt. Poodle cực kỳ hiếu động, người nuôi Poodle cần chú ý tạo dựng không gian chơi đùa sân bãi cho cún yêu của mình, hoặc dành thời gian dắt cún đi dạo, bởi nếu không được hoạt động thường xuyên, chúng rất dễ bị trầm cảm, ốm bệnh. Với bản tính láu lịch, nghịch ngợm của mình, Poodle cần được dạy dỗ, uốn nắn từ nhỏ để tránh phá phách, khó trị về sau. Tuy có tính cách thân thiện, hòa đồng, yêu trẻ con, nhưng Poodle luôn quan sát, bảo vệ chủ. Chỉ cần cảm nhận được bất cứ gì bất thường, Poodle sẽ nhanh chóng sủa đinh tai, gắt gỏng. Nó sẵn sàng tấn công để bảo vệ chủ. Chính vì vậy, bạn cần có những hiệu lệnh dừng nhất định để tránh xảy ra những tình huống không mong muốn. Sức khỏe và tuổi thọ. Khí hậu phù hợp để nuôi Poodle là nơi có nhiệt độ vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh, không gian thoáng mát luôn là nơi lý tưởng để nuôi dưỡng một Poodle khỏe mạnh. Bộ lông của Poodle cũng cần được chú ý chăm sóc kỹ lưỡng, cần được cắt tỉa 2 tháng một lần. Lông của chúng cũng hay bám bụi bẩn vì cấu trúc xoăn, bông xù của mình. Do đó, nó cần được tắm 2 lần trên tuần. Và đừng quên phải sấy khô, kẻo cún yêu của bạn bị cảm lạnh. Cũng như các giống thú nuôi khác, Poodle cũng cần được tiêm mũi 5 bệnh, 7 bệnh, định kỳ theo quy định. Hy vọng chia sẻ vừa rồi của cún yêu phần nào giải đáp cho bạn về nguồn gốc cũng như sự đặc biệt của giống chó thông minh và có ngoại hình đặc biệt này. Đừng quên like mạnh và theo dõi kênh Coi là Hiền để xem nhiều clip thú vị về những người bạn 4 chân đáng yêu nhé.